Làm thế nào để cho cái lựu nó nhanh to để Tết này có hoa? Xin chào các bạn. Đối với thời tiết miền Bắc lúc này thì như các bạn đã biết, nó lạnh, rất là lạnh. Và cũng đâu đó khoảng độ 6 ngày nay rồi, cứ tính cho một tuần đi. Thì cái cây hoa thực dược ở cái giai đoạn này là hầu như là chúng không phát triển được cái lựu nó to ra. Thì cũng có một số bạn hỏi mình là làm thế nào để cho cái lựu nó nhanh to để Tết này có hoa. Thì ra nhà vườn mình thì cũng áp dụng các biện pháp để làm cho cái lựu nó to rồi, nhưng mà kết cục là cũng không đem lại được kết quả các bạn ạ. Nên là nhà vườn mình không có cái kế nào để hiến cho các bạn làm cho cái lựu hoa được dược nó to ngay lúc này. Thì như các bạn đang quan sát đây, thì đến hiện tại nhà vườn nhà mình lúc này cũng toàn lựu nhỏ thôi, lựu to thì rất là ít. Như những video trước thì mình cũng quay cho các bạn xem rồi, lựu to rất là ít. Còn nếu mà mình mà có cách làm được ấy, cho cái lựu này to lên để cho nở hoa vào Tết, thì lúc này vườn nhà mình nó không còn những cái lựu nhỏ như này. Nên là những cái câu hỏi là làm thế nào để cho cây hoa rực rực nó nhanh to lựu để cho hoa vào dịp Tết, thì qua video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn là cũng không có cách nào đâu. Nếu mà các bạn muốn gọi là nó phát triển hơn một chút thì các bạn tưới cho mình cái phân đạm UG hoặc là dùng cái phân LBK đầu trâu chúng ta bón cho nó. Nhưng mà cái giải pháp này thì cũng chỉ mang tính chất là mình bón để cho nó phát triển nhanh hơn một chút thôi, chứ còn để mà nó lớn nhanh, nó cho hoa vào cái dịp Tết thì cái cách này cũng không giải quyết được cái việc gì các bạn ạ. Cái thời tiết nó lạnh như này thì toàn bộ các loại hoa, trong đó có cái cây hoa rực rực, là những cái lựu nó sẽ không phát triển được, nó sẽ dừng lại. Và trong khi đó chiều cao của cây thì nó vẫn phát triển được lên, chứ không phải là lạnh như này mà cây hoa rực rực nó không phát triển được chiều cao. Đấy, chiều cao thì nó vẫn phát triển được lên và cây có vẻ là nhìn cứng hơn so với lại những cái ngày trước. Những ngày trước thì thời tiết ấm áp thì cái cây hoa rực rực nó rất là mềm yếu và lụ thì nó cũng xuất hiện không nhiều. Như đến thời điểm này thì sau khi trải qua những ngày lạnh cộng với lại mưa gió thì nó cũng phát triển được cái chiều cao lên và cái lụ thì nó cũng có phần to lên một chút. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển lụ thì nó rất là chậm. Cái lụ nó lớn lên mỗi ngày chỉ được một chút xíu thôi. Nên là các bạn nhìn thấy cái lụ hoa nó phát triển với tốc độ là rất là chậm. Nên chúng ta thường thường là hay sốt ruột và muốn tìm cái cách nào đó để cho nó phát triển nhanh, nhanh chóng để cho hoa vào dịp Tết thì nó rất là khó các bạn ạ. Cái này nó do thời tiết nó quyết định thôi. Còn đối với những bạn ở vùng khí hậu mà ấm áp hơn thì đối với những cái lụ mà nó còn nhỏ nhỏ thì chúng ta cứ bón phân LBK đầu trâu vào cho nó, hoặc là tưới cho ít phân đạm UG để cho nó kích thích cái lụ lên. Còn to nhỏ thì nói chung là cái này nếu mà nhỏ quá thì cũng không vào dịp Tết được. Và nếu mà cái lụ nó nhỡ nhỡ rồi, nó bằng cái hạt ngô mà các bạn ở cái vùng khí hậu mà nó ấm áp ấy, thì chúng ta bón phân LBK đầu trâu hoặc là tưới cái đạm UG vào thì chúng sẽ phát triển nhanh hơn. Cũng có khi là nó sẽ cho hoa vào dịp Tết. Chứ còn miền Bắc giờ này, nếu mà những cái lụ bé như này thì chịu rồi, không có cách nào làm để cho nó nở hoa vào dịp Tết đâu các bạn ạ. Một số bạn cũng bảo là dùng điện để mình thắp sáng cho nó to cái lụ. Thực ra nếu mà mình dùng điện thì mình lại làm cho nó đi ngược lại đấy. Tức là khi mình thắp điện cả đêm ấy thì là ánh sáng ban ngày nó rất là nhiều. Cây hoa, cây thực vật là đêm đến nó cũng khỏe ngủ như con người. Chúng ta bắt nó thức nhiều giờ thì chúng lại trẻ hóa ra, chúng chỉ tăng cái chiều cao lên thôi, chứ thực ra chúng lại chậm phát triển cái lụ và dẫn đến là nó sẽ ngược lại. Là chúng ta muốn cái lụ nó phát triển nhanh để cho nó sớm nở hoa, nhưng mà chúng ta dùng cái bóng điện chúng ta thắp cả đêm thì nó lại chậm lại, cái lụ nó lại chậm lại và nó chỉ tăng cái chiều cao lên thôi. Chúng ta đừng có nghe những người khác, người ta chỉ cách là chúng ta dùng điện chúng ta thắp sáng để chúng ta làm cho cái cây hoa nó phát triển lụ nhanh. Cái đấy là nó phản tác dụng các bạn nhé. Thắp điện nó chỉ kéo cao cái cây lên thôi, chứ nó không có tác động đến cái lụ, nó không làm cho cái lụ to đâu. Và cái thời gian nó ra hoa còn muộn hơn. Hai nữa là cũng có một số bạn bảo dùng cái kali để tưới cho nó. Thì cái kali để mình dùng, mình tưới cho cây hoa thực dược thì nó chỉ làm cho cái cây hoa thực dược nó cứng cáp thôi. Và nó cũng phản tác dụng nhé. Đấy, nó sẽ làm cái lụ phát triển chậm hơn. Dùng kali vào những lúc nào?
dùng kali vào chẳng qua là khi cây hoa thực dược của mình nó non quá, cành nó yếu, nó mềm thì chúng ta tưới cái kali vào để cho nó cứng cáp cái cây. Khi chúng ta muốn có những cành hoa thực dược nó cứng cáp, nó không bị mềm yếu thì các bạn mới dùng kali, các bạn tưới thôi. Chứ kali không kích thích được cho cái cây hoa thực dược nó phát triển cái lụ nhanh lớn và nhanh lở hoa. Đấy, còn đối với các loại thuốc mà dùng để kích lở thì nhà vườn mình chưa dùng nên là mình không biết. Trước đây thì mình chỉ có dùng cái GA3 để mình kéo cho cái cây nó cao lên thôi. Đấy, tức là cái cây nó đang còn ngắn thì mình kéo lên để cho nó giãn đốt ra và nó nhanh chóng có lụ thôi. Khi mà nó đã giãn đốt dài ra, nó hình thành lụ rồi thì nhà vườn mình cũng không có cái cách nào để phun xịt các loại thuốc. Thì nhà vườn mình cũng chưa áp dụng những cái loại thuốc kích lở hoa. Đấy, mình cứ nói thật để cho các bạn tham khảo. Chứ còn thực ra các nhà vườn khác thì không biết người ta có dùng những cái loại kích hoa không thì mình cũng không rõ. Như nhà vườn nhà mình thì mình chỉ có dùng kích để cho nó sớm xuất hiện lụ thôi. Chứ còn khi lụ đã xuất hiện rồi thì nhà vườn mình chưa dùng những cái loại sản phẩm mà kích để cho cái lụ phát triển. Nên là các bạn trước khi mua những cái sản phẩm đó thì chúng ta muốn dùng thì các bạn phải thử nghiệm. Chứ còn mình thì mình chưa dùng những loại thuốc để kích thích cho hoa lở đâu. Đấy, mà cũng chưa biết mua cái sản phẩm gì. Đấy, thực ra chỗ mình thì đại lý bán thuốc các loại thì nó cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mình cũng không quan tâm đến cái sản phẩm kích lở. Đấy, nên là mình không có mua. Chứ thực ra thì mình thấy là cái sản phẩm mà quảng cáo để kích cho nó hoa lở nhanh, nếu mà có thì những các làng hoa truyền thống ở ngoài Bắc này không bị trượt Tết các bạn ạ. Nên các bạn phải hiểu rằng là nếu mà có những cái sản phẩm như thế thì những các làng hoa ở miền Bắc này, rất nhiều những làng hoa rất lớn người ta đã dùng rồi và Tết đến không bị trượt Tết. Nên là các bạn khi mà có thấy ai quảng cáo cái sản phẩm là thuốc phun vào để cho cái lụ nó lớn nhanh và nó lở hoa sớm thì các bạn cũng phải nghiên cứu có nên mua hay không. Chứ còn mình thì mình không có dùng loại bao giờ nên là cũng không dám tư vấn cho các bạn. Mình thì chỉ có phun để kéo cho nó giãn đốt, cho nó hình thành lụ sớm thôi. Còn từ khi có lụ đến lúc có hoa thì mình để tự nhiên hết các bạn nhé. Còn khi mà thời tiết nó ác nhiệt như thế này thì cũng có rất là nhiều người ta sẽ quảng cáo cho các bạn những cái sản phẩm mà phun vào là cái lụ nó phát triển nhanh và nó sớm cho hoa. Thì cái đấy là người ta bán, người ta quảng cáo như nào đấy là việc của người ta. Còn các bạn mua không thì các bạn phải nghiên cứu. Chứ còn đối với hoa thì mình không thấy có ai là dùng những cái sản phẩm để kích cho nó lở hoa đâu. Vì mình làm hoa cũng nhiều năm rồi và hàng năm ở khu vực miền Bắc khi mà thời tiết lạnh như này thì hoa trượt Tết rất là nhiều. Còn nếu mà có những cái sản phẩm như vậy thì không có những nhà vườn hoa bị trượt Tết đâu. Và Tết đến hoa nó không bị thiếu nhiều đâu. Nên là các bạn trước khi thấy ai quảng cáo bán một cái sản phẩm thuốc gì để kích thích cho hoa lở vào dịp Tết thì các bạn cũng nên cân nhắc. Còn cái biện pháp mà làm cho cái lụ nó nhanh lớn lên một chút thì như mình vừa chia sẻ trên, thì có cách là chúng ta bón phân LVK đầu trâu hoặc là tiến hành hòa cái đạm UG trắng mình tưới loãng cho nó để kích thích thôi. Chứ còn không có cái cách nào để cho nó lớn nhanh như thổi mà nó lở đúng vào dịp Tết đâu. Nhà vườn nhà mình lúc này còn không làm được thì cũng không có đâu mà ai làm được các bạn nhé. Vì nó lạnh sâu như này không có cái gì để chúng ta có thể làm cho cái lụ nó lớn nhanh được. Đến lúc này nhà vườn thì mình còn toàn lụ nhỏ như này thì mình cũng không có cái cách nào để mà chia sẻ cho các bạn. Nếu mà lúc này toàn bộ vườn nhà mình nó tinh những cái lụ to như này mà mình quay lên mà mình nói như này thì các bạn ở mình giấu nghề. Như đấy, lúc này vườn nhà mình đấy toàn bộ cũng lụ ti ti này các bạn này. Nhà ai cũng vậy thôi. Năm nay nói chung là một năm làm hoa rất là vất vả.
Tết đến thì lại không có hoa cung cấp ra thị trường, làm thất thu cho nhà vườn rất là nhiều. Không ai muốn, nhưng mà thời tiết nó quyết định thì mình phải chịu thôi các bạn ạ. Thời gian này thì những cây hoa được dược nó đang phát triển cái chiều cao cũng rất là nhanh. Khi mà cái chiều cao phát triển nhanh thì nó cũng phát triển cây lụ to hơn. Nhưng mà với cái thời tiết lạnh như này thì chúng phát triển cũng rất là chậm, chứ không như là mình mong muốn. Và đâu đó còn 2 tuần nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Thứ hai đầu tuần này thì nhiệt độ miền Bắc nó sẽ nhích lên. Một số cái lụ nào mà nó lúc này nó to to rồi thì nó mới lở được vào dịp Tết. Video trước mình cũng đã chia sẻ rồi, những cái lụ nào mà tới đây nó lở về dịp Tết thì lúc này nó không phải to bằng ngón tay trở lên rồi, thế chứ còn nhỏ bé bằng cái hạt đậu, hạt ngô thì lúc này nó sẽ bị chậm, nó sẽ lở sau Tết. Nên là các bạn không nên hỏi nhiều về cái vấn đề là làm thế nào để cho cái lụ hoa thực dược nó lớn nhanh ở cái giai đoạn này và nó cho hoa vào dịp Tết. Vì những câu hỏi này thường thường mình thấy hay lặp đi lặp lại ở những cái comment, mình cũng có trả lời rất là nhiều rồi, nhưng mà qua video này thì mình cũng chia sẻ để cho các bạn biết là khi cây hoa thực dược nó đã có lụ, đã hình thành lụ, gặp cái thời tiết nó lạnh dài ngày, thời tiết bất thuận thì chúng sẽ phát triển cái lụ rất là chậm. Nếu mà muốn nó lở vào dịp Tết cũng rất là khó, không có cách nào để cho cái cây hoa nó lở vào dịp Tết. Khi các bạn xem được cái video này thì các bạn cứ yên tâm là sau Tết là các bạn sẽ có hoa lở. Nhà mình cũng vậy thôi, chứ không phải là nhà vườn mình làm lâu năm mà làm cho nó lở được vào Tết đâu. Nếu mà có cách mà làm cho nó lở vào dịp Tết lúc này mà lại ít người biết đến cái biện pháp đó thì là Tết này nó sẽ là một cái Tết bánh chưng bên trong nó có nhân thịt, chứ không phải là nó như lúc này mình đang quay cho các bạn xem đâu. Nói chung cái này khó lắm. Cứ bảo là miền Bắc nó lạnh như này mà làm để cho lụ nó lớn nhanh, nó lở vào dịp Tết thì cái này thì nếu ai làm được thì mình bái phục. Mình xin coi như là tôn làm sư phụ. Vì cái thời tiết nó lạnh, nó quá lạnh luôn mà. Nó có 11 độ. Đối với cây hoa thực dược này thì nó phải 13 độ trở lên thì chúng mới phát triển tốt được. Còn thời tiết nó khoảng độ dưới 13 độ trở đi hầu như là chúng phát triển rất là chậm. Đây là có mưa thì chúng mới phát triển được cái chiều cao lên một chút. Chứ còn nếu mà lạnh mà lại hanh khô ấy thì chúng sẽ coi như là hầu như là đứng im. Đấy như cái đợt lạnh trước ấy, khi mà thời tiết nó lạnh như không có mưa đấy, toàn bộ cây là hầu như đứng im luôn, chứ không có cái màu xanh lõn chuối như này đâu. Đấy, cái màu xanh lõn chuối là chẳng qua là thời tiết nó lạnh như nó có ẩm ướt thì chúng sẽ phát triển được cái chiều cao lên. Chứ còn nếu mà thời tiết cứ hanh khô, không có mưa nhiều ngày thì cái bộ lá này nó sẽ màu xanh đậm, nhìn nó xám xịt. Thì qua video này thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.